Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục trở lại hành trình đổi bài của mình ở trên con thiên đường trò chơi anh em nhé. Chúng ta cùng nhau tiếp tục chuyên mục tài xỉu đường phố vốn cái này là 72 của anh em. Hãy cùng theo dõi xem là mình sẽ chơi và chốt cá như thế nào đây. Ok anh em, đầu tiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra lịch sử đường cầu đúng không? Đang chạy bệt đây, bệt gì phang đấy đúng không? Bốn củ theo xu hướng cầu bệt, bốn củ theo xu hướng cầu bệt, cứ thế mà phang thôi, không phải gì phải ngại, không có gì phải ngại anh em nhé. Ok anh em cùng nhau chờ đón kết quả tay đầu tiên để xem là tay đầu tiên mình lụm lúa hay không nhá. 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi sổ nổ hũ luôn anh em ạ, nổ hũ luôn, ui nổ hũ. Nhưng anh em ơi, được ăn 14 củ tay này vãi chưởng chưa, lại nổ hũ tài xỉu anh em ơi. Hôm qua mình đã có một phen nổ hũ tài xỉu, hôm nay lại nổ hũ tiếp anh em ạ, quá đẳng cấp. Để vào một củ hai anh em nhé, một củ hai nhẹ nhàng tình cảm. Hôm qua làm một quả nổ hũ, hôm nay lại làm quả nổ hũ nữa, quá rực rỡ đúng không? Quá uy tín đúng không? Tất cả những anh em mà cùng đam mê cùng sở thích, anh em cứ tham khảo những đường cầu của mình. Anh em không cùng đam mê không cùng sở thích thì mời anh em lướt qua nhé. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát. Cái này rực rỡ hay không nhé? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Cái này không thành công, cái này vào nhẹ đấy, gãy cầu 1-1 rồi, à gãy cầu biệt tài rồi, gãy cầu biệt tài. Cái này mình sẽ đi một tay biệt dính nhá, hai củ nhẹ nhàng thôi, nhẹ ăn cơm gạo thôi. Tay trước ăn quả nổ hũ tay đầu tiên rực rỡ quá, làm phát tay 14 củ, quá là uy tín. Tất cả những anh em là chúng ta đang cùng đam mê cùng sở thích, anh em xem được video của mình, anh em nhớ chia sẻ mạnh mẽ nhá. Anh em nào mà có những phương pháp hay hơn thì anh em chia sẻ với mình, với những em khác dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng học hỏi, cùng phát triển, cùng đi lên. Đấy là điều mình mong muốn, anh em mình cùng vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát đây tiếp theo để xem cái này có rực rỡ rồi hay không nhá. Ok, mẹ mới bùng cái gì? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đẳng sơ cấp. Đẳng sơ cấp anh em ơi. Đẳng sơ cấp. Tiếp tục nào. Để dính thêm một tay nữa đây. Tay này 1. Tay này 1 củ 9. 1 củ 9. Đấy, à, thôi. Gõ quá mẹ rồi, thôi kệ đi. Quá rồi, thôi kệ đi anh em ạ. Cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Không có gì phải vội cả. Vội ra đạp anh em nhé. Vội là ra đạp. Ok. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát xem tay này có ok, có rực rỡ hay không, có uy tín hay không. Rồi 5 4 3 2 1. Nó lại là đẳng cấp luôn, nó lại là đẳng cấp luôn anh em ơi, nó lại là đẳng cấp luôn. Tiếp tục nào, biệt dính như này đúng không, tay này mình sẽ chạy thêm tay nữa củ 1 đi, 1 củ 1. Cái này quá là rực rỡ rồi anh em ạ, quá là rực rỡ, quá là uy tín rồi. Trước đây thì mình có một cái suy nghĩ cực kỳ sai lầm như thế này, anh em hiểu là mình lại cứ suy nghĩ là cầu mình sẽ nuôi tài hoặc nuôi xỉu, chỉ cần có vốn đúng không. Đấy.
chỉ cần có vốn anh em có thể nuôi tài hoặc bệt xỉu. Nhưng mà anh em phải hiểu là có những cái đường cầu nó bệt tài hoặc bệt xỉu 15 20 tay thì nuôi làm sao đó được, đúng không? Chẳng hạn mình nuôi 1 lít một tay đi nhá. Tay thứ hai 2 lít, tay thứ ba 4 lít. Tay thứ tư 8 lít, tay thứ năm triệu, củ 6, tay 6 3 củ 2. Tay thứ 7 6 củ 4, tay thứ 8 12 củ 7. Ui ôi. Nói chung là không kể đủ vốn để nuôi được, để ăn được cái 1 lít. Ok. Không thể đủ anh em ạ. Tay này thì nó đi là một tay tài rồi. Mình sẽ trả thêm một tay tài nữa anh em nhé. Mình sẽ trả thêm một tay tài nữa. Một tay tài nữa. Tay này mình sẽ vào hai củ tài đi. Trả hai củ tài. Nốt tay này được thua nghỉ anh em nhé. Bởi vì ca này mình cũng là rực rỡ rồi. Đấy. Ca này cũng là rực rỡ rồi bởi vì vốn của mình là có 72 giờ lên 83. Dư 11 củ rồi. Đấy. Nếu không tính tay này nhá, nếu không tính tay này mình dương được 14 củ đấy. 10 ở đâu? Đúng rồi, dương được 13 củ đấy. Đừng đùa. Ăn có quả nổ hũ rực rỡ phải không? Đánh 4 củ được hẳn mười mấy củ ấy. Ok, nổ hũ 36 anh em ạ. Tay này mà nổ hũ tài nữa thì rực rỡ quá nhỉ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi. Tay này không thành công anh em ơi, nhưng không sao anh em nhé, không tiếc nhé, không được tiếc những cái tay vừa vừa gãy đấy. Ca này mình đã là cơm gạo thành công rồi, không tiếc nhé anh em nhé. Đấy, chơi là chúng ta phải bản lĩnh, phải biết điểm dừng. Anh em xem cảm thấy hay nhớ đừng tiếp mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Anh em chơi là chúng ta phải nhớ là mình cảm thấy là không chơi được nữa là mình nghỉ, không được cố làm tròn anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.